tiếp đến tình cờ và may mắn có một người coi cái video chia sẻ về tôi bị lừa gạt bán kênh YouTube, thì anh ta mới giúp tôi tìm kiếm một cái kênh YouTube cũng đạt khoảng 150 mấy ngàn người đăng ký á. Nhưng mà thật ra bây giờ mình kể lại mấy câu chuyện này á, giống như mình than thân trách phận. Thôi thì biết cái thằng nghiện á, thì nó lừa đảo nha mọi người, tôi không muốn kể nữa. Nó lừa tôi tốn tiền, tốn của không sao, mà nó bây giờ nó còn tính lừa má của tôi nữa. Cái này là cái chuyện mà mất tiền mất của bỏ qua. Cái chuyện mà nó lừa tới má của tôi là nó qua nhà tôi, nó nói xấu tôi, nó nói tôi ở bên nhà nhậu nhẹt bê bét, trong khi tôi có uống với bạn bè, tôi uống chỉ uống một ly, một chai rượu soju thôi. Còn nó tối ngày nó kéo cây kéo kẹo, mỗi ngày nó xài một cái cây như vậy, nó hút một phát là 1.600.000, tiền ngày nào nó cũng hút như vậy. Rồi ở bên Mỹ thì nó nói là do Tion bán kênh YouTube cũ, rồi người ta mà muốn mua kênh cũ mà bây giờ tôi đưa kênh mới, người ta không mua. Nó xạo tới đường đó, trong khi tiền nó không đưa cho mình. Rồi á, nó qua nhà nó nói má Tion là Tion lừa nó. Tất cả những gì nó nói là do thuốc nói. Nó nói Tion lừa nó bán kênh YouTube, mà Tion có lừa nó gì đâu trời. Nó năn nỉ Tion nó mua. Nó còn mượn tiền của Hoàng Piano nữa. Bữa đó là nó mượn tiền của Tion. Nó nói là ừ anh ơi, bây giờ em hứa chắc chắn, em thề với anh á. Không, không có thề, hứa chắc chắn là em đưa cho anh 1.700.000, anh cho em mượn 1.700.000, tối hôm nay, sáng hôm sau em sẽ đưa cho anh 2.000 đô liền. Nhưng đưa cho nó 1.700.000 xong, 2.000 đô tiền YouTube chả thấy đâu. Hứa lần hứa hẹn, qua 2-3 ngày sau nó mới trả tiền đó. Mà tiền đó là Hoàng Piano qua nhà, qua nhà chơi với Tion thì thấy nó như vậy cho nó mượn đó. Còn tiền YouTube là không có lấy được đồng xu nào từ nó, mà nó tạo một cái cơ hội là để nó nhận được cái tiền đó từ bên nước ngoài, để nó tiếp tục ăn chơi hút sách đều đặn mỗi ngày là như vậy. Sau khi mà nó nhận được lương từ công việc của nó thì nó lại mới lấy cái tiền đó nó trả vô cho người ta, bởi vì người ta đòi lại cái số tiền đó. Và cái tội lỗi á là nó đi vu khống cho Tion, nói xấu Tion, và do cái thuốc mà tạo ra cái đầu của nó suy nghĩ toàn những hướng tiêu cực. Rồi thì hôm nay tôi chia sẻ ngắn gọn như vậy để mọi người biết tôi không nói xấu sâu vào cái anh đó, mà để mọi người hiểu là đừng bao giờ tin lời thằng nghiện nói, và đừng bao giờ nghe lời gái điếm nói. Tất cả đều không đáng tin, và phải tin vào những người đang sống tích cực như Tion, như Hoàng Pino, chạy bộ tập luyện khỏe mạnh, sức khỏe và làm việc cống hiến vì cộng đồng. Chúng tôi là những con người có sức khỏe, có trí tuệ, chúng tôi không cần phải lừa gạt các bạn, và đáng thương tội nghiệp cho những ai chưa thức tỉnh điều đó, còn chìm đắm trong sự vô minh. Giờ này còn mê gái. Mê gái là sai. Nhất là mấy ông thích đi bia ôm là sai rồi. Quỷ hoại thân thể của mình, sức khỏe của mình, chả được cái gì. Cái đó chỉ là dục vọng. Cái đó là một cái lỗ tanh hôi, dơ bẩn, thúi quắc, vi trùng. Mà mê cái lỗ đó, mê hai cái núm đó, chết tàn cuộc đời, khổ. Còn mấy thằng nghiện nữa, mấy thằng nghiện thì những lời nói thì không đáng tin là thật sự, và tôi đã minh chứng luôn. Và cảm ơn năm 2021, Tion đã hiểu thế giới tiêu cực của con người là như thế nào, và con người hôm nay
thật sự xứng đáng bị quả báo, thật sự xứng đáng vì Covid-19 đã đến với Việt Nam để cho người ta có cơ hội thức tỉnh, nhìn ra các việc làm sai của mình để thay đổi.